Hello, xin chào các bạn, mình là Biển Xanh. Hiện tại thì mình vẫn đang có mặt ở phía sau ngôi nhà ở Củ Chi. Và hôm nay thì mình thử cảm giác buổi tối ở bên cạnh ngôi nhà này thì như thế nào. Hiện tại ở đây đã khá là tối, chỉ còn một màu đen thôi. Gió lạnh, lay lay nhẹ. Và ở đây thì cũng còn khoảng hơn chục người. Dân vẫn còn nán lại ở đây để coi nha các bạn. Và đây là chính là phía sau của ngôi nhà Củ Chi, nơi được cho là Tuấn Khỉ đã bị bắn ở đây. Phía đằng sau ngôi nhà này thì còn có một con sông, cách một con sông các bạn, và chỗ mình đang đứng thì là cách một con sông, bên kia mới là ngôi nhà. Hôm nay mình làm một cái clip về Tuấn Khỉ này là clip cuối cùng để mình thử xem cái cảm giác buổi tối ở đây nó như thế nào. Buổi tối ở phía sau ngôi nhà hoang. Phía bên trong ngôi nhà thì cũng có là khoảng hơn chục con chó khá là dữ. Mà bên đằng sau con sông này thì là đồng ruộng mênh mông. Cây cối tùm nha các bạn. Bây giờ chỉ là một màu đen thôi, leo lét những ánh đèn xe máy của người dân đi xem còn nán lại. Cảm giác cũng hơi ớn ớn nữa các bạn. Gió thổi hiu hiu lạnh. Và do nước từ dòng sông này bốc lên nữa cho nên là cũng hơi lạnh lạnh. Và vụ án này cũng đến đây là đã kết thúc rồi. Theo thời gian thì câu chuyện này chắc dần cũng sẽ đi vào quên lãng thôi. Gió ở đây thổi khá là mạnh, khá là mát các bạn ạ. Mát đến lạnh người luôn. Và mấy ngày hôm nay tập trung ở đây đông người như thế thì cũng có khá là nhiều những cô chú bán hàng rong, những chú bán bánh bao thì cũng nói là những ngày nay ở đây thì bán được hàng rất là đắt khách. Và mình cũng đã theo dõi câu chuyện này từ bên chỗ Trung An, Củ Chi. Và đến hôm nay thì câu chuyện này đã kết thúc tại khu vực là quốc lộ, tỉnh lộ 15, gần với cầu Sáng, Hóc Môn của thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay thì theo thông tin của báo chí thì Thượng úy Tuấn Khỉ, người đã được cho là bắn 5 người chết vào ngày mùng 5 Tết, thì hôm nay cũng đã được hỏa táng tại Đa Phước, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh rồi. Phía sáng sáng đèn kia là vẫn còn một số người dân, người ta bật điện thoại lên để đứng bàn tán, rồi nói chuyện về cái câu chuyện này đó các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
muốn làm cái chuyện lớn lao thì mới cho thả cái lỗi đúng rồi, thực tế người ta mới bao chứ đó, đương nhiên nghe báo rồi báo đâu chứ không biết cứ bao quanh ở bên kia ừ. Xung quanh ngôi nhà thì vẫn còn rất là nhiều những câu chuyện bàn tán xôn xao, nhiều điều bí ẩn về cái ngôi nhà này. Mình xin tạm dừng clip này tại đây. Các bạn hãy nhấn đăng ký kênh của mình và nhấn vào cái chuông ở bên phải màn hình để theo dõi những clip mới nhất của mình nhé. Còn bây giờ mình cũng xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nhé.